tối ngày 17 tháng 12, bản tin thời sự 8 News của đài SBS đưa tin ngôi sao Hallyu đã bị các công tố viên thẩm vấn vào ngày 16 tháng 12 vì tội danh bí mật buôn lậu thuốc hướng thần từ nước ngoài vào Hàn Quốc. Theo đó, A đã bị triệu tập với tư cách nghi phạm, bị cáo buộc bí mật tuồn nhiều loại thuốc hướng thần gồm cả Zolpidem vào Hàn Quốc. Cụ thể, theo kết quả điều tra, ngôi sao này đã bị hải quan bắt quả tang khi đang cố mang thuốc hướng thần vào Hàn Quốc. Số thuốc này được kê qua một nhân viên của công ty quản lý chi nhánh Nhật Bản và gắn tên của một nhân viên tại chi nhánh Hàn Quốc. Ngay sau khi thông tin được đăng tải, hàng loạt lời đồn đoán đã xuất hiện và dân mạng nhanh chóng khoanh vùng được ngôi sao Hallyu ở đây là BoA. Ngay lập tức, công ty SM Entertainment đã xác nhận thông tin BoA bị bắt và nhanh chóng đưa ra thông báo chính thức. Đây là một sai lầm do thiếu hiểu biết. BoA không cố tình buôn lậu thuốc hướng thần, SM Entertainment giải thích. Gần đây, sau khi kiểm tra sức khỏe, BoA được bác sĩ kê thuốc ngủ để có thể ngủ đủ giấc do lượng hormone tăng trưởng giảm. Tuy nhiên, cô ấy bị tác dụng phụ như chóng mặt, nôn mửa. Một nhân viên của ca sĩ nhớ cô không gặp trường hợp như thế khi sử dụng loại thuốc được kê tại Nhật. Vì vậy, nhân viên này đã gửi thuốc từ Nhật Bản về mà không biết rằng thuốc được kê ở nước ngoài cũng có thể gặp vấn đề ở Hàn Quốc. Theo quy định của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc, nhập khẩu thuốc phải được cơ quan chức năng kiểm tra cho phép. Tại cơ quan điều tra, BoA đã giao nộp toàn bộ số thuốc. Công ty quản lý thẳng thắn thừa nhận nhân viên tại chi nhánh Nhật Bản nghĩ rằng có thể gửi thuốc đến Hàn Quốc qua đường bưu điện, miễn chỉ cần đính kèm bảng thành phần. Tuy nhiên, theo luật pháp Hàn Quốc, mọi loại thuốc muốn được gửi đến quốc gia này sẽ phải làm thủ tục riêng. Các nhân viên SM và cả BoA đều đang tích cực làm việc với cơ quan điều tra. Theo quy định của Cơ quan An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc, việc nhập khẩu dược phẩm cần được sự cấp phép của cơ quan chính phủ và phải tiến hành các thủ tục khai báo, đăng ký trước. Nhưng do nhân viên trên không biết rõ quy định nhập khẩu dược phẩm của Hàn Quốc nên đã phát sinh vụ việc đáng tiếc như trên. Cùng với đó, công ty SM cũng gửi lời xin lỗi người hâm mộ, cam kết sẽ siết chặt đào tạo nhân viên, không để tái diễn vụ việc tương tự trong tương lai. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra ban đầu, có nhiều loại thuốc nằm trong kiện hàng này được cho là quá liều theo luật, nhiều khả năng được sử dụng sai mục đích hơn Zolpidem. Hiện tại, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Cơ quan công tố quyết định có truy tố BoA và các nhân viên SM Entertainment hay không còn dựa trên kết quả điều tra cuối cùng. Cảnh sát tiến hành điều tra xem liệu nữ ca sĩ và nhân viên có cố tình buôn lậu thuốc hay chỉ là vô tình như công ty quản lý tuyên bố. Trước nhiều diễn biến bất ngờ, fan đã ngay lập tức vào trang Instagram cá nhân để tìm hiểu động thái trước khi bị bắt của BoA. Mới sáng 17 tháng 12, BoA còn đăng tải 3 tấm ảnh selfie cười rạng rỡ. Đáng nói, netizen nhanh chóng nhận ra nữ ca sĩ trở nên gầy guộc, đáng báo động. Điều này khiến không ít người nhớ đến lời xin lỗi và giải thích của SM khi BoA bị bắt. Được biết, BoA đã thực hiện quá trình ép cân, ăn kiêng khắc nghiệt và tuân theo lịch trình dày đặc vì đợt comeback. Chính vì vậy, fan cho rằng lời giải thích của SM về tình trạng mất ngủ của BoA là sự thật, nhưng vẫn có nhiều netizen phản ứng trái chiều vì nữ ca sĩ trông vẫn quá tươi tắn, không giống như người rơi vào tình trạng sức khỏe yếu, cần sự trợ giúp của thuốc thang. Hiện công chúng vẫn đang chờ đợi kết quả điều tra tiếp theo từ cảnh sát. BoA tên thật là Quân BoA, sinh năm 1986 tại Guri, Gyeonggi-do, bắt đầu ca hát từ năm 14 tuổi và là một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất của làn sóng Hallyu Hàn Quốc. Cô được bộ phận tìm kiếm tài năng của SM phát hiện khi cùng anh trai tham gia một cuộc thi. Năm 2000, khi mới 14 tuổi, cô ra mắt trong vai trò ca sĩ solo với album đầu tay ID Peace Be. 16 tuổi, cô phát hành đĩa đơn tiếng Nhật Listen to My Heart, trở thành ngôi sao Hàn Quốc thành công nhất tại Nhật. Năm 2004, BoA giành danh hiệu nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất châu Á của giải MTV Asia. Cô được mệnh danh là Britney Spears của Hàn Quốc. Ca sĩ vừa phát hành ca khúc Better kỷ niệm 20 năm ra mắt. Ngoài vai trò ca sĩ, cô hiện là giám đốc sáng tạo của SM Entertainment. BoA là một trong số ít ngôi sao cùng thời đạt được thành công vang dội, không chỉ ở Hàn Quốc mà còn phát triển ở nước ngoài. Khán giả Nhật Bản từng nhìn nhận BoA là một trong những nữ ca sĩ solo nổi tiếng nhất, bên cạnh những cái tên nổi trội như Ayumi Hamasaki, Kodakumi và Namaru Ami. BoA cũng từng vinh dự trình diễn với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nhiều sân khấu ca nhạc lớn nhất ở xứ sở Hoa Anh Đào. Đã 33 tuổi, nhưng BoA vẫn chưa bao giờ bị xem là già, dù so sánh ở bất cứ tiêu chuẩn nào từ vẻ ngoài đến phong cách trình diễn. Trong khi ngày càng có nhiều nhóm nhạc K-pop mới ra đời, BoA vẫn không ngừng làm mới mình để tạo ra giá trị khác biệt.